Tổ chức từ thiện quốc tế Solarac đang hy vọng sẽ đưa những chiếc đèn dầu đầy nguy hiểm của châu Phi vào lịch sử bằng việc cung cấp một loại đèn chạy bằng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình nghèo trên khắp lục địa đen này. Thời hạn loại bỏ đèn dầu truyền thống được dự tính vào năm 2020. Công ty mang tên là Sunny Money của quỹ này sẽ bán đèn chạy bằng năng lượng mặt trời thay vì cho tặng miễn phí trong nỗ lực tạo nên một thị trường bền vững. Giám đốc điều hành Solarite bà Bipa Palmer cho biết giá của mỗi chiếc đèn là 10 đô la Mỹ. Chiếc đèn này không cần tốn tiền mua năng lượng và có tuổi thọ tới 10 năm, đảm bảo tiết kiệm được đến 98% so với sử dụng dầu thông thường. Những chiếc đèn này sử dụng công nghệ quang điện, công nghệ pin và công nghệ LED. Và điều thực sự thú vị là chúng có công năng mạnh mẽ. Chúng có độ bền đến 5 năm và trong quá trình sử dụng, chúng tự tạo năng lượng cho mình. Khi mua về, chỉ cần đưa chiếc đèn ra ánh sáng mặt trời để nạp năng lượng. Solarac cho biết có 598 triệu người châu Phi không được tiếp cận nguồn điện và con số này có thể tăng lên đến 700 triệu trong một thập kỷ tới. Quỹ đã cung cấp loại đèn năng lượng mặt trời cho Tanzania, Kenya, Malawi và Zambia, những nơi mà người dân vẫn dựa vào các loại nhiên liệu độc hại để thắp sáng. Chi phí mua dầu hỏa để thắp sáng chiếm tới 1/5 thu nhập của một hộ gia đình châu Phi. Thêm vào đó, sử dụng dầu đốt còn rất nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hít khói từ dầu hỏa cũng nguy hiểm như là hít khói từ 2 bao thuốc mỗi ngày. Ngoài ra, việc tích trữ dầu cũng chứa đựng nhiều rủi ro cháy nổ. Nguồn thu nhập từ việc bán đèn sẽ được đầu tư ngược trở lại cho các công việc từ thiện của quỹ. Bà Palmer còn mong muốn những chiếc đèn này sẽ mở ra một tương lai cho ngành công nghệ vi mô, cho phép biến đổi những vùng nghèo ở châu Phi. Chúng tôi xem ánh sáng như cánh cổng công nghệ thay đổi cuộc sống của người dân. Đây là sản phẩm đầu tiên họ mua, nhưng trong tương lai họ có thể sử dụng các thiết bị điện tử khác chạy bằng năng lượng mặt trời như là TV, radio, tủ lạnh, bếp, laptop. Solarac đang phục vụ nhu cầu thắp sáng của khoảng 2,5 triệu người châu Phi. Quỹ vừa được vinh danh là người chiến thắng của giải thưởng uy tín về môi trường Ashden 2013.